sao ai cũng thấy toàn áp lực. Công việc làm thì không ngơi nghỉ, sức ngó ai cũng muốn rộng tim. Chuyện của công ty tôi thế đó, nếu vui thì chẳng có làm sao. Thành công thì phải từ từ chớ, khó tính thế sợ sếp ơi. Nếu đã đến trên biết bao người, tôi tin điều gì sẽ tốt hơn. Sếp nói nhân viên lắng nghe nào, ở hay ai nào đâu lên tiếng. Nơi đây công việc luôn nghiêm túc, nơi đây tinh thần luôn vững tin. Không ai chưa từng khó khăn nào, tương lai mong thành công sẽ đến. Nơi đây công việc luôn nghiêm túc, nơi đây tinh thần luôn vững tin. Không ai chưa từng khó khăn nào, vì tương lai sáng tươi hơn. Khó khăn nơi này chỉ làm cho ta tốt hơn. Em này phải ngon nè, thấy không? Ba dòng đầy đủ, nhìn là thấy khỏe rồi. Biết sao thấy khỏe không? Tao phổi bự, thở tốt lắm. Cái gì mà phổi bự? Mày thích ăn cháo lòng quá, mày liên tưởng đây là cái phổi hả? Ê, nhắc thèm mày. Tào lao không à. Đây nè, cái em kế bên, thấy chưa? Cái em kế bên nhìn tươi hơn à, dạ. Vừa tay luôn, thấy chưa? Đó, ngon ngon. Mày ăn không? Tao mua cho mày ăn. Thôi mày để mày ăn đi, nhìn thấy hơi lé lé. Ê, trời ơi, em đá đông nhiều với tao kìa mày ơi. Tao nói mày không tin. Em nó bị lé, mày làm như mày đang ngồi coi trực tiếp gì. Mày nói em nhìn với mày, người ta đang nhìn ban giám khảo, người ta chào khán giả là nhìn mày lố lăng. Coi qua hậu mà ngồi chung với mày chán ghê luôn á. Mình phải tưởng tượng nó mới sinh động, hiểu không? Nè, em này. Thấy tay chưa? Góc mặt tay dễ sợ chưa? Nhìn tay Nam Bộ dễ sợ luôn. Trời, tào lao. Em là dân miền Tây. Đó. Trời ơi, vàng năm nay ngon ghê ha. Em nào cũng đẹp, trời, tao thấy gái trong công ty mình mà phải chi cũng được vậy là hay biết mấy. Trời ơi, giống như mỗi ngày mình đi làm là một cái cửa. Tao đi làm tao không về, tao muốn đi về quá. Thiệt muốn đi về, thiệt luôn mới á. Nói xong cái gì vậy, tao vô mới sáng sớm kêu đi về cái gì. Đang coi qua hậu nhìn lên cái thấy qua dâm bụt. Thôi đi, ba cái cô hoa hậu đó là chỉ có trang điểm là mới đẹp thôi, chứ còn tẩy trang ra xuống quất rồi làm sao mà có nét đẹp bằng chị được mấy đứa. À, vậy là cái mặt này chưa có trang điểm. À hả? À. Tao nghĩ là dỗ vô ra khoảng 4 lớp rồi đó. Thôi, được rồi, chọc chị hoài. Sao lâu vậy ta? Chị nhớ nha, chị sẽ... Kêu hợp mà chị thiệt bởi vậy. Lâu quá rồi, xếp được rồi. Bởi thiệt chán quá. Phải nói cho mấy bà vui. Sếp. Dạ sếp. Em qua đây. Chào mọi người. Dạ em chào mấy anh chị. Em tên là Hà My, 23 tuổi. Em xin vào đây làm thử việc ở truyền thông. Mong mấy anh chị giúp đỡ cho em ạ. Gì vậy? Gì? Ghế bị gì hả? Cái gì vậy? Tao mới thấy ở trên cuộc thi qua hậu sao nhảy ra đây rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, có đang nằm mơ không mày? Mày giả tao vài cái rồi. Trời ơi, mày giả lận vậy? Mày không có nằm mơ. Mày có mơ không? Có nằm mơ, tự nhiên tao muốn đi làm quá. Dạ sếp. Sao hàng ngày gặp mặt tôi không có thái độ đó? Không hào hứng lên. Sếp, em thấy với những cái trường hợp này mình nên trừ lương đi sếp. Thấy gái cái chỗ hai con mắt nó rớt ra ngoài để trên bàn lăn luôn, nhìn dữ vậy. Chị nói tiếp đi chị. Sếp là tụi em để trong lòng, tụi em ngưỡng mộ cũng để trong lòng. Đúng rồi, tụi em là người ít nói mà tụi em giữ ở trong lòng thôi. Dạ. Hết chưa? Dạ hết rồi. Biết lý do tại sao tôi kêu cuộc họp hôm nay không? Dạ không nói sao biết. Vô nói quá sao tôi nói. Nói toàn là chủ đề lạc đề không. Hôm nay tôi mở cuộc họp này là giới thiệu nhân viên mới cho tất cả mọi người trong phòng chúng ta. Nhân viên mới hả sếp? Ừ. Vậy là sếp nữ kêu anh là nhờ em hỗ trợ và chỉ dẫn cho Hà My đó. Dạ em biết rồi sếp. Sếp hôm ấy đưa em chỉ cho được không sếp? Em chỉ em dẫn. Ủa, em chị La không có hiểu rồi. Không để La chỉ Hà My, hai người chỉ tôi đi. Thôi để chị La chỉ đi, mình tự chỉ nhau. Chưa bao giờ mà tao thấy có cảm hứng đi làm giống như là bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày giờ bắt đầu ở công ty luôn, khỏi về nhà. Ừ chắc mà. Vậy quá. Trời chả buồn với gái công ty mình á, người thì lùng, người thì như con nít, người thì lúc nào cũng muốn cái khăn, đặc biệt là sếp ma nữ giống như là lần đó. Cái tủ lạnh. Bộ sếp ma nữ mà mấy anh nói nóng tính lắm hả? Không có em. Ồ mai em mỉm lại hộ. Không phải, ý mà anh nói là sếp ma nữ tính tình rất là dễ thương, hòa đồng. Dạ.
À, dễ thương lắm, sếp ba nữ dễ thương lắm nha, sếp ba nữ rất là dễ thương. Ừ, đúng rồi. Trong công ty này rất là dễ thương luôn. Tháng này chắc chắn anh được tăng lương cho coi. Dạ. À, vậy thôi, cuộc họp hôm nay là chỉ giới thiệu nhân viên mới rồi mọi người chỉ dẫn cho Hà My nha. Ủa sếp kêu là họp quan trọng thì là quan trọng là giới thiệu nhân viên mới. Trời ơi chị, dạ. Vậy không quan trọng một người đẹp cười đẹp 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 quan trọng. Tại vì cái phòng mình á, từ ngày có tất cả những nhân viên cũ nè, lâu lắm rồi không có nhân viên mới, cho nên có nhân viên mới đó là quan trọng rồi. Đó rồi. Em thấy nó quan trọng, đặc biệt là vừa đẹp như vậy nó càng quan trọng nữa. Bớt nha, tép lại. Ôi. Dạ, mong mọi người giúp đỡ. Ai đi làm việc đi em. Đi em, anh dắt em xuống gặp đi. Đi em, anh dắt. Đứng lại. Cái gì vậy? Cái chuyện hướng dẫn nhân viên mới là chuyện của tôi. Hai người dành việc hả? Em sợ chị quên em. Thôi để cho đây tôi hướng dẫn cho ông. Vậy thì tôi đừng xuống công ty coi, tôi bị mù rồi nè. My. Dạ. Nè, đây là công việc của em. Em coi đi rồi hàng xóm với chị nha. Hết luôn hả chị? Hết luôn. Cái này ngày mai khách hàng cần gấp lắm. Em ráng làm cho xong nha. Dạ. Trời ơi, sao mà nhiều quá vậy? Ủa, gì mà mặt em rầu rĩ quá vậy? Dạ, đâu có gì đâu anh. Tại vì công việc nhiều quá mà. Trời đất ơi, em mới vô làm La giao cho em một núi việc vậy hả? Sao làm nổi? Dạ không phải đâu anh. Chắc chị La muốn em sớm nắm công việc á mà. Dạ thôi để em làm nha. Khoan, đưa đây, để anh coi coi. Có nhiêu đây thôi hả? Dạ. Một phút 30 giây là xong, yên tâm. Ý, không được anh, chị La mà biết là chết em á. Có cái gì đâu, đừng có sợ, mình làm được âm thầm thôi. Dạ. Cứ để anh lo. Dạ, em cảm ơn anh Nam nha. Đúng là người ta nói không sai, anh Nam á vượt trội hơn anh Đức với anh Hào nhiều lắm luôn á. Còn phải hỏi. Thôi, cứ để anh. Dạ. Đúng là cái anh Nam này khờ khạo thiệt. Nhờ có tí xíu mà đã giúp mình rồi. Hey, chứ cả đống công việc vậy sao làm hết được. Điệu này là ảnh mê mình chắc luôn. Trời ơi. Trời ơi, bữa nay coi hai đứa mình mặc đồ giống nhau ghê chưa. Dạ. Ủa em đang làm việc á hả? Dạ em đang làm việc. Nè, anh có mua nước cam cho em nè. Em cảm ơn anh nha. Trời ơi, có gì đâu mà cảm ơn không biết nữa. Dạ. Ủa mà em mới vô công ty làm mà sao làm cái gì mà nhiều dữ vậy? Dạ không có nhiều đâu anh. Tại vì chị La muốn em sớm quen với công việc thôi. Ai là bà La nữa. Em yên tâm, có anh đây rồi không ai bắt nạt cái gì em được hết á. Anh. Cái gì? Anh nhỏ tiếng thôi. Thôi mấy em ngồi xuống đi, em đừng có đứng. Tại anh ngại ai mà cao hơn anh lắm. Dạ. Nhưng mà anh nói nhỏ thôi. Chị La mà nghe được á là tiêu em á. Tiêu cái gì? Anh mà sợ bà La hả? Thôi có gì để anh làm cho. Đúng là người ta nói không sai mà. Ủa? Ngoại trừ anh Thắng ra, anh á đúng là vừa trẻ mà vừa có năng lực nhất luôn á. Trời ơi, vừa trẻ mà vừa có năng lực nữa hả? Mà có một cái này. Cái gì? Mốt nhớ mua ly mới cho em nha. Ủa em biết luôn rồi hả? Dạ mẹ có, nói thiệt ra anh mới uống có một ngụm mà. Dạ thôi mấy cái này để anh làm cho. Ba quỷ yêu này mà lo cái gì. Em cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì, vậy thôi anh đi nha. Dạ. Mới vô công ty làm mà bị giao biết bao nhiêu là việc như vậy. Rồi sao em làm nổi?
Có gì đâu anh, thì em làm hết xong em mới về. Trời ơi, cái công ty này đúng là không có tính người mà. Đồ ác Dương. Sẵn đây em cũng nói cho em biết, ở trong công ty này cái người duy nhất có quả tim chính là anh đây. Để anh giúp em vụ này nha. Ý, nhưng mà nhiều lắm á anh, sao mà anh làm nổi. Thôi để em làm. Thôi đừng có ngại mà, để anh giúp em. Anh thích giúp mấy người cô thế lắm, em hiểu không? Đúng là lời đồn không có sai. Cái gì? Đứa nào đồn? Hang này nó đồn xấu anh phải không? Không có phải. Ý em là ở trong công ty á, ai cũng đồn anh á là người vừa đẹp trai nè, đã vậy còn ga lăng và tốt bụng nữa. Rồi, sao cô gái bé nhỏ như em mà có thể nói ra những lời thành thật như vậy được chứ? Em được thưởng 100k cho sự thành thật của em. Còn cái vụ này để anh giúp em nha. Có cái gì khó cứ kiếm mấy người có quả tim giống như anh nha Cưng ha. Dạ. Đi. Đàn ông trong công ty này dễ dụ thiệt. Nhưng mà cũng đâu có trách được, tại vì mình đẹp quá mà. Thì ra là vậy. Chỉnh cái này lại trước cho anh. Dạ. Về không có được đâu, khách hàng có chịu đâu. Dạ dạ. Làm cho nó trẻ trong một xíu. Chị La La, hồ sơ báo cáo em làm xong hết nè chị. Ôi mô, trời ơi, Hà My, em giỏi quá, em làm xong hết luôn, em hay quá. Ây đùa. Chị quên nói với em là, dạ, thật ra là những cái bản báo cáo này chị không có cần nữa. Hả? Cho nên là, đúng rồi, đợi chị chút xíu. Chị. Đây. Đây là cái công trình mới mà ngày mai khách hàng cần gấp dữ lắm. Cho nên bây giờ em ráng là em làm hết cái chỗ này để mai nộp lại cho chị nha. Nhưng mà chị, em phải tốn nhiều công sức lắm mới làm hết cái báo cáo này á. Em tốn nhiều công sức lắm hả? Trời ơi, tội nghiệp em quá à. Nhưng mà chị thấy là với cái trình độ của em, với cái khả năng của em thì chắc chắn là em sẽ làm được thôi à. Cho chị xin lỗi nha. Nè, em làm đi ha. Rồi ngày mai nộp gấp cho chị nha. Ngày mai? Dạ. Trời ơi, tính được không? Trời ơi, chị La La, chị quá đáng lắm luôn á. Người ta mới vô công ty chị Châu biết bao nhiêu là việc. Bây giờ người ta làm xong rồi, chị nói chị không cần tới chị Châu, chị khác. Chị quá đáng lắm luôn á. Thì chị cũng đã xin lỗi rồi mà. Thì chị cũng đã giải thích rõ ràng nguyên nhân tại sao chị làm vậy rồi mà. Em phản đối chị. Cái đúng này là ma cũ biết ma mới. Đúng rồi đó. Em sao ngộ hen. Cái chị giao việc cho Hà My, Hà My không có nói tiếng nào hết đúng không em? Đâu cảm thấy phiền hay khó chịu gì đâu đúng không em? Dạ. Mà sao em khó chịu bực bội vậy Đức? Giống như là cái bạn này là giống như em làm vậy đó. Người ta không nói là tại vì người ta hiền, người ta không dám nói. Chị đừng có thấy người ta hiền gì, anh hiếp người ta. Cái này là giống như là tụi tôi thấy là giống như ra đường gặp chuyện bất bình rồi ra tay tương trợ. Đúng rồi, quá đáng. Ủa này ngộ nha, cái chuyện hướng dẫn nhân viên mới là thuộc cái trọng trách của chị. Hai em xen vô làm chi vậy? Là anh thấy cái này em cũng có phần hơi quá đáng rồi đó. Quá rồi. Mới vào làm công việc đâu có rành đâu, em giao nhiều quá sao em mới làm nổi. Thật ra chị Ma Nữ đã giao cho em cái trọng trách là hướng dẫn nhân viên mới rồi. Thì em hy vọng là chị Ma Nữ và anh tin tưởng vào khả năng của em. Em có cách hướng dẫn nhân viên quen với công việc và cách làm việc của công ty của mình. Thì hai cậu nữa. Cái gì vậy? Tôi nhắc cho hai cậu nhớ nha. Coi chừng bị sợ mũi dắt đi. Trên đầu cắm sừng hồi nào không hay á. Trời ơi. Làm người không muốn làm trâu. Ý, có nói anh luôn á. Em đâu biết đâu. Nhưng mà nghĩ sao vậy? Tụi tôi là quỷ mà. Ai cắm sừng thì tụi tôi. Trời ơi, không biết ai là trẻ trâu luôn. Bả chứ ai. Ôi lêu lêu. Trẻ trâu. Chắc là chị La La không có thích em á. Đây đâu phải lỗi của em đâu. Thì chắc là chị La La á, thấy em thân với mấy anh nè, cho nên là chị không có vui á. Ôi tội nghiệp quá. Rõ ràng là La La là ma cũ anh biết mà mới ta, nhưng quá đáng. Em đừng có lo, có tụi anh ở đây, tụi anh sẽ bảo vệ cho em. Công ty chứ không phải chợ tình. Buộc thấy tài. Chưa, anh Nam sẽ đòi lại công bằng cho em. Thằng quỷ này á, thường rất đục thả câu. Tự nhiên thấy người ta mới vô làm cái anh Nam sẽ đòi lại công bằng cho em. Cái đấy công ty chứ không phải chợ tình. Như
vừa đó, vừa đó, cái đó là cái tội hùa theo cơ. Làm việc giùm cái đi. Được rồi, xem coi ai là người chiến thắng. Chỉ làm cho ta tốt hơn.